mọi người, hiện đây hôm nay mình sẽ cho mọi người cùng nhảy bài full bài mời mau của trai nhá. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần intro nhá, để mình đưa ra điểm nhịp như sau: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người từ động tác 1 nhé. Đầu tiên mọi người về dáng thì em mình hai tay mở rộng, sau đó này đưa ngực lên trước, đổ người gật lên về người vị trí cũ, nhún xoay tay vào nắm mở, tiếp theo gập lên chọn rút tay trái về, sau đó đưa hai tay về ngực như thế này và về dáng xoay hai ngón tay vào thế này nha. Tiếp theo bước chân về nhún người, tay về nhún thẳng, sau đó đưa hai chân lên và đồng thời nhún người xuống một chút, về tay và đứng xuống như thế này. Tiếp theo đưa hai tay ôm đầu, khi mở hai cái thử tay này, khi mở hai cái tay này ra thì mới hơi nhún người xuống và ngửa cổ lên như thế này. Tiếp theo xoay người qua trái, đưa chân trái ra, tay mọi người sẽ xoay ở tay này mình hai lần, đồng thời này đưa hông lên trước, đẩy ra sau, hoàn thành nửa vòng tròn không, lên và lên như thế này, kết hợp cả tay cả chân nhé. Đi này, một lần, hai lần, được chưa? Tiếp theo hất cho mình tay trái lên, hất đổi, đồng thời khi hất lần đầu tiên thì hông đã phải đổ lên này, được chưa? Bây giờ mọi người thử làm nhé. 5, 6, 7, 8 và ra 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 chào người đang ở đây đúng không? Tiếp theo này, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người từ động tác này. Và lúc trước là người đã tập phần trước là mọi người đang ở đây đúng không? Dừng ở đây. Ok, đầu tiên động tác thứ nhất. Để về dáng này mình nhún hai lần và sau đó hất không phải lên, thì đồng thời gập tay và đầu gối như này. Trở lại nhá, nhún nhún và lên, đổi nhún nhún và lên. Tiếp theo hai tay nắm vào với nhau như này, người xoay cho mình trái ra sau qua phải hai vòng. Khi mọi người làm động tác như này thì không, mọi người sẽ đưa sang phía bên trái nhá và hơi nhún nhẹ tại chỗ hai vòng thôi, thì đưa lên trước rút về và đưa ra thì chân cú lại đúng chưa, và sau đó xoay về đây tay phải ở trên trán, ngả người qua như này về thẳng ra, xoay người về thẳng, tay sẽ để cái này cho mình. Tiếp theo trụ cho mình chân trái, đưa chân phải ra này và lướt lên về như thế này, mở và rút. Thử lại nhé, 5, 6, 7, 8 và 1,
Rất mong là mọi người sẽ hoàn thành sớm được bài.